đây xin về liền đi. Thái độ thằng Toàn nó lạ lắm. Ừ, thiệt tình, cái thằng này. Dạ em nghe nè anh. Dạ anh yên tâm đi, mình giành được quyền đại diện là mình thắng nó rồi. Cái gì? Tại sao phải bỏ cuộc? Cô giỡn mặt với tôi đó à? Anh nhỏ giọng lại đi, ta dách mạch rừng đó. Tôi không có quan tâm, cô cho tôi biết lý do đi. Giá cổ phiếu Long Thủy ngày càng cao, kế hoạch thu mua lúc đầu đang gặp vấn đề lớn về tài chính. Sếp bên em đã suy nghĩ lại rồi, vụ đầu tư này quá mạo hiểm nên sếp em không theo nữa. Nói chuyện cái gì kỳ cục vậy? Nó bỏ cái một là bỏ hả? Giờ còn một mình tôi phải làm sao đây? Em nghĩ anh nên bỏ cuộc thì hơn. Chào anh. Bye 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 bye. Có chuyện là bye hết à? Trời ơi. Tôi nghe. Hả? Cái gì? Ủa tham ô tài sản là sao? Con nói gì kỳ vậy? Con nói gì chú không hiểu. Một năm trước công ty của chúng ta đã thanh toán số tiền 1 tỷ đồng hợp đồng mua lò xo của công ty DC. Nhưng theo tôi điều tra, 2 năm trước công ty DC đã phá sản rồi. Thực sự số tiền đó đi về đâu rồi hả? À, chuyện này chú không có biết. Việc hợp tác với công ty DC 1 năm trước là do chú phụ trách, và chú chính là người quyết định ký hợp đồng để mà thanh toán số tiền đó. Vậy là chú nó không biết hả? Bây giờ chỉ có một trường hợp duy nhất mà thôi, chú đã làm giả hợp đồng để tham ô số tiền đó, có đúng vậy không ạ? Chú lần họp của năm sắp tới tôi sẽ trực tiếp thông báo chuyện này cho tất cả mọi người. Chú lo liệu và giải thích đi. Như vậy là kế hoạch của mình đi tông hết rồi. Tham ô cả tỷ, tội này nặng lắm. Nàng Tekuto, giờ này mà còn nói tiếng Nhật nữa, làm ơn nói cái thứ tiếng nào mà ai nghe cũng hiểu một cái đi. Tình hình đã tới nước này rồi á, dù tôi có nói tiếng Miên thì ông cũng phải hiểu chứ. Cái đồ ngu. Trời ơi, tôi làm gì mà chửi tôi, còn đánh tôi nữa hả? Mà muốn cái gì hả? Thôi đi, giờ này còn gây lộn được nữa hả? Chú đi rồi, hai đứa tính sao đây? Thì con cũng sẽ ở lại làm, tại vì mới có phát hiện mình chú chứ mấy. Còn bà? Tôi còn thiếu nợ nhiều lắm. Bà làm ở đây lương không có cao, chắc là con đi kiếm chỗ khác làm cho lương cao hơn. Ừ, ba biết rồi. Còn cái cách nào nữa đâu. Có chuyện gì vậy? Thằng Toàn nó tìm được chứng cứ là thằng Đàm Bang tham nhũng của công ty. Cái gì? Bao nhiêu? Hơn tỷ. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, cái thằng cha này là không đáng tin gì hết á. Mà tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Giờ thằng Toàn nó tính đem cái chuyện này nó báo cáo với lại hội đồng quản trị. Ông còn than thở cái gì nữa? Có tội thì phải xử thôi. Thiệt là quá đáng mà. Mình đã đối xử với hắn ta quá tốt rồi, tại sao lại đối xử như vậy với mình chứ? Hôm nay chú mời hai đứa con ăn một bữa tiệc cuối cùng với chú, rồi chú sẽ ra đi. Số của chú đã tận, đường công danh của chú đã mãn, chú không lo gì được hai đứa hết. Hai đứa con ở lại ráng mà sống, giang hồ hiểm ác lắm. Chú Bang đang nói mà ông cứ nhìn điện thoại hoài vậy hả? Tôi đang coi lại hình của ba đứa mình hồi xưa nè. Chú Bang mà ông kêu bằng đứa là sao? Đàn ông mà yếu mày bây giờ thì làm được cái chuyện gì hả? Đưa điện thoại đây coi. Chú ơi, chú đừng có đi. Chú đi, chú bỏ tụi con cho ai hả chú ơi?
Đừng có khóc nữa. Thức ăn nguội hết rồi. Ăn đi. Chú. Ủa cậu là ai vậy? Dạ chào chú, con là nhân viên mới của công ty Long Thủy. Hôm bữa con có gặp chú rồi, trong cái buổi diễn thuyết mà thuyết trình chỉ dạy nhân viên mới của công ty đó. Trời ơi, con hâm mộ chú lắm á. Không ngờ được gặp chú ở đây. Có gì đâu mà xúc động dữ vậy. Ủa mà chú đi nhà thờ này thường sao chú không thấy con? À lúc trước á, con ở chỗ khác, con mới chuyển về gần đây cho nên con mới đi nhà thờ này. Ủa vậy là chúng ta có dịp mà đi nhà thờ chung với nhau rồi. Dạ. Giờ cậu có rảnh không? Dạ rảnh. Đi uống cà phê với tôi. Đi uống cà phê hả chú? Dạ đi đi đi. Con chào chú. Ủa cô chào tôi hả? Dạ. Cô biết tôi hả? À, dạ con biết chứ chú. À, con giới thiệu với chú, con tên là Nhung, con mới vô công ty Long Thủy làm đó chú. Ờ. Bây giờ chú đi về thành phố hả? Ừ. À, chú đi về thành phố vậy chú cho con qua gian với được không chú? Kể từ giờ phút này ba chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, hai đứa làm quen nhau đi. Em chào anh, em tên Nhung. Anh chào em, anh tên Lâm. Sau này hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau đó nha. Vừa gặp em là anh có cảm giác như tim anh ngừng đập vậy đó. Bởi vì em quá đẹp. Lần đầu tiên em gặp anh, em đã thấy anh là một người hiền hòa và ấm áp nữa. Lần đầu hai đứa gặp nhau mà thân mật như vậy, chú tin chắc chắn rằng sau này sẽ trở thành vợ chồng. Chú đừng có chồng con. Cỡ em là phải kiếm người tốt hơn con mới đúng chứ chú. Hai đứa đang thả thính đó hả? Hồi đó chú làm có một mình, công việc hơi khó khăn. Bây giờ có hai đứa rồi, chú tin chắc rằng sẽ thành công. Muốn một công ty phá sản mất bao lâu? Một năm xong không chú? Chắc chắn sẽ xong. Chỉ cần chúng ta cố gắng thêm một tí thôi là sẽ hoàn thành. Dễ như ăn cháo vậy đó. Nào, chúng ta cùng cụng ly. Vô. Chú tụi con đừng khóc nữa. Ăn đi. Ta hận nhà họ Huynh. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi thẩm vấn về việc phó giám đốc Đàm Bang đã tham nhũng số tiền của công quỹ. Theo như điều tra của công ty thì từ tháng 4 năm 2017 tới tháng 6 năm 2018, phó giám đốc Đàm Bang đã tham nhũng số tiền của công quỹ lên đến 1 tỷ đồng. Ông có điều gì thấy không? Sự thật đã rõ ràng rồi. Giờ tôi còn không biết nói gì nữa. Giờ công ty xử tôi làm sao, tôi chấp nhận hết. Thì cậu cũng phải nói cái gì đi chứ. Em không biết nói gì hết nữa anh Sang. Người như em đáng bị trừng phạt lắm rồi. Nếu như chú Đàm Bang đây không còn gì để nói thì ngay bây giờ xin mời chú ra khỏi phòng họp. Sau cuộc họp, hội đồng quản trị sẽ có thông báo chính thức tới chú. Tính nghỉ việc thiệt hả? Chứ bây giờ chú Bang bị đuổi rồi, tôi ở đây làm cái gì nữa? Lương ở đây có đủ để trả nợ đâu mà. Trời ơi, rồi chưa gì hết mà viết đơn nộp sẵn luôn vậy hả? Thì cái gì cũng phải nhanh lẹ chứ. Làm cái gì cũng phải nhanh, gọn, quyết đoán thì mới thành công, hiểu chưa? Chán thiệt luôn á. Tôi nói nghe nè. Gì? Sau này ở công ty á, mà có ai ăn hiếp gì ông á, phải nói cho tôi biết.
Tôi xử nó với ông. Biết chưa? Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ căn cứ theo quy định mà làm. Tham nhũng công quỹ của công ty là một sai phạm rất lớn, đáng bị cách chức. Tuy nhiên, phó giám đốc Đàm Bang là thành viên gắn bó với công ty từ những ngày đầu, đã đồng cam cộng khổ cùng với công ty chúng ta và cũng có công rất lớn trong thành công ngày hôm nay của Long Thủy. Cho nên tôi quyết định sẽ giảm 3 tháng lương của ông, xem như là trừng phạt. Như vậy có nhẹ quá không? Con thật sự không hiểu tại sao ba nhất mực là phải bảo vệ chú Đàm Bang vậy. Nghe lời ba, tha cho chú Bang đi, cho chú Bang một cơ hội. Cũng có thể là chú Bang có cái khó khăn gì đó cho nên mới làm vậy. Đi, tha cho ổng đi, năn nỉ mà. Thôi, tài giải tán, mình đi. Cuộc họp kết thúc. Chú đi rồi, hai đứa ráng bảo trọng nha. Con cũng nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Con mệt mỏi cái công ty này quá rồi chú. Chú đi cẩn thận nha, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ. Em biết rồi. Em biết rồi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, người ta bắt chú hả chú? Trời ơi, sao có chuyện kỳ lạ vậy? Có chuyện gì hả chú? Người ta bỏ tù chú hả? Trời ơi, sao mà quá đáng vậy? Tham ô có 1 tỷ mà chú. Chú tham ô có 1 tỷ mà bây giờ người ta thông báo chỉ trừ lương chú có 3 tháng à. Chỉ trừ lương có 3 tháng à. Ồ, vậy là chú chỉ bị trừ lương 3 tháng. Ừ. Không có bị đi tù. Không bị đuổi. Không bị đuổi gì. Con chết con rồi. Cái đơn xin nghỉ việc của con. Chào cả nhà. Ủa, cái gì vậy? Ây da, cái gì vậy? Ui da. Nhung. Dạ. Sao trội thùng như người anh? Không có, em dắp té trúng anh, xin lỗi nha. Từ sau đi đứng cẩn thận đó, làm việc đi. Dạ. Ủa, Thư đâu rồi? Thư hả? Thư nào anh? Nãy thấy cái Thư trên laptop mà. Trời, làm gì có Thư nào? Có đâu? Có Thư nào đâu anh? Thiệt hết hả? Kỳ vậy đó. Ừ. Đi làm việc đi. Dạ. Tôi thực sự thất vọng về cậu. Tại sao cần tiền không nói cho tôi biết? Dạ thưa anh, em không có dám nói. Lại còn bày trò làm ra bá cái chuyện này nữa. Khó khăn lắm á, tôi mới nói thằng Toàn là nó tha cho cậu đó. Em xin lỗi anh. Thực tình em xấu hổ dữ lắm. Còn một lần nữa là tôi không có cứu cậu đâu. Dạ, em đội ơn anh. Ơn anh như trời như biển vậy đó. Em không dám làm lần nữa đâu anh. Em tội ơn anh mà. Tôi đã tìm được người muốn thôn tính Long Thủy. Gặp nhau đi. Ok. Dạ. Em tội ơn anh nhiều lắm. Nhớ đó. Dạ. Một lần nữa là tôi không cứu cậu đâu. Dạ. Gì vậy? Sao rồi chú? Chú gặp người bên đó chưa? Lần này là một công ty Hồng Kông. Quy mô của nó rất là khủng khiếp. Nó đã từng nuốt mấy công ty lớn rồi. Ôi, vậy thì tốt quá hả chú ha. Cho nên lần này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, nhất định phải nuốt trọn Long Thủy cho bằng được. 1, 2, 3. Quyết tâm. Quyết tâm. Blah blah.